Ngày 30 tháng 11. Một lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin hãy cho con đôi mắt để thấy và đôi tai để nghe. Con biết có ánh sáng giữa đêm tối và sẽ làm cho mọi sự trở nên mới mẻ. Con biết có một sự sống mới trong đau khổ sẽ mở ra đất mới cho con. Con biết có một niềm vui vượt trên nỗi buồn sẽ làm trẻ hóa trái tim con. Vâng, Chúa ơi, con biết Chúa hiện hữu, Chúa hành động, Chúa yêu thương. Chúa thực sự là ánh sáng, sự sống và chân lý. Con người, công việc, kế hoạch, dự án, ý tưởng, các cuộc họp, các tòa nhà, các bức tranh, âm nhạc và văn chương, tất cả chỉ có thể đem lại cho con niềm vui thực sự và bình an nếu con có thể nhìn thấy và nghe thấy chúng như là sự phản chiếu sự hiện diện của Chúa, vinh quang của Chúa, nước của Chúa. Vậy xin hãy cho con nhìn thấy và nghe thấy. Hãy để con được chiếm hữu bởi những gì Chúa chỉ cho con và bởi những gì Chúa nói với con. Nhờ thế, viễn ảnh và thính giác của Chúa sẽ hướng dẫn con trong cuộc sống và mang lại ý nghĩa cho tất cả các mối quan tâm của con. Xin cho con nhìn thấy và nghe thấy những gì thực sự là chân thật, và xin cho con có can đảm để lột trần những hão huyền vô tận bởi những điều đó gây xáo trộn đời sống con mỗi ngày. Bây giờ, con chỉ thấy trong gương. Nhưng một ngày kia, lạy Chúa, con hy vọng sẽ thấy Chúa hiện đối diện. Amen. Thank you.